Chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi địa chỉ IP cho BOC Buy. Đầu tiên mình sẽ kết nối BOC Buy vô chung mạng LAN với máy tính của mình. Đây là BOC Buy mình đã kết nối chung vô mạng LAN. BOC Buy mặc định thì địa chỉ IP của nó sẽ là 192.168.1.10 và các cái thông số mạng của nó như là NetMask hay là Default Gateway là 192.168.1.1. Thật sự nếu mình muốn thay đổi các cái thông số mạng này thành một cái thông số khác thì mình sẽ làm như sau. Dùng phần mềm Remote Desktop đăng nhập vô. Đây là cái địa chỉ IP mặc định của BOC Buy. Bấm Connect. Rồi bấm username mình là root, password là 100100, enter. Đây là giao diện desktop của BOC Buy. Mình click vô lx terminal, nhập vô dòng lệnh. Đây là nhập vô dòng lệnh là sudo nano etc network interface. Và để thay đổi các cái thông số mạng thì mình trả xuống ở đây. Address chính là địa chỉ IP của BOC Buy và các cái thông số mạng bên dưới. Mà ta được giao diện như vậy. Để thay đổi các cái thông số mạng thì mình sẽ trả xuống đây. Address chính là cái địa chỉ IP của BOC Buy. Network, NetMask, Gateway vân vân. Nếu cái thông số mạng mà mình muốn thay đổi tới mà giống như vậy thì mình giữ nguyên, chỉ cần thay đổi cái address thành một cái địa chỉ mới thôi. Còn nếu mà nó có cái default gateway khác, cái 192.168.1.1 thì mình phải sửa lại, và các thông số này cũng vậy. Ở đây giả sử mình thay đổi lại là thành số 11, thành địa chỉ IP của nó sẽ là 192.168.1.11. Sau khi sửa xong để lưu thì mình sẽ bấm Ctrl X, tức là mình giữ Ctrl và bấm X, sau đó bấm chữ Y dài và Enter. Vậy là mình đã lưu xong. Để kiểm tra lại xem thay đổi thì thành công hay chưa thì mình bấm nút lên Enter lại và mình có thể giao xuống xem. Và đây nữa, nó đã đổi sang là 11. Thoát ra mình bấm Ctrl Z. Sau khi thay đổi địa chỉ IP xong thì mình cần phải reboot lại BOC Buy để cho nó hiểu các cái thay đổi này. Thì mình sẽ nhập vô là reboot, enter. Và để reboot thì mình có hai cách, là mình nhập reboot ở cái lx terminal này và enter. Cách thứ hai là mình sẽ vô menu, chọn shutdown và chọn reboot. Ok, đây mình sẽ dùng reboot enter này. Và như vậy là BOC Buy đang khởi động lại. Mình quan sát cái đèn status ở cái góc này, nó đang tắt, nó đang khởi động lại. Và bây giờ status nó đã nháy, tức là nó đã khởi động xong. Thì mình pin thử với cái địa chỉ mới để xem thay đổi đã thành công hay chưa. Thì mình dùng cái cmd.se để mình kiểm tra. Mình pin cái địa chỉ mới thay đổi. Vậy là cái thay đổi này đã thành công. Sau đó nếu mình muốn remote hoặc kết nối gì vô BOC Buy thì bây giờ cái địa chỉ IP của nó sẽ là 192.168.1.11. Đấy, root.
192.168.1.11. Vậy là mình đã xong phần hướng dẫn cách thay đổi địa chỉ IP cho BOC Buy. Mọi thắc mắc các bạn có thể vào atscada.com mục FAQ để lại các câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.